Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm 2024, như quý vị đã biết, kênh KTV News chúng ta đang khai thác đã bị vô hiệu hóa, và kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển sang hoạt động trên kênh KTV3. Vào kênh KTV3, quý vị bấm vào logo trên kênh KTV trước đây có đánh dấu tích đỏ, sẽ dẫn tới quý vị đến kênh mới. Và xin quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông tin mới nhất của chúng tôi. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay, chúng tôi tới quý vị các bản tin liên quan tới tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt liên quan tới chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm đến Lào và Campuchia. Có những cái vấn đề gì quan trọng? Ngoài ra, các cái thông tin liên quan tới cựu trưởng ban kinh tế trung ương, cựu bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh có lẽ sẽ bị lật hồ sơ liên quan tới những cái vụ án tham nhũng ở bộ công thương. Đây là những cái thông báo mới nhất của bộ công an. Ngoài ra, còn có cái bài phân tích liên quan tới cái việc Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống nước rất nhiều với Chủ tịch Tô Lâm. Giữa lúc có những cái đồn đoán cho rằng rất có thể ông Phạm Minh Chính có những cái vết chạm đã bị bộ công an phát hiện. Do đó ông Phạm Minh Chính phải bằng mọi cách lấy lòng để tránh những cái trường hợp như ông Võ Văn Thường, ông Vương Kỳ Huệ hay bà Trương Thị Mai. Câu chuyện sự thật ra sao? Trước tiên chúng ta đi vào cái nội dung bản tin thời sự. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Tù nhân lương tâm Hoàng Bình, tên thật là Hoàng Đức Bình, 41 tuổi, đang thi hành bản án 14 năm tù giam ở trại giam An Điểm, tỉnh Quảng Nam về hai tội danh chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ, về các hoạt động phản đối Formosa gây thảm họa môi trường biển miền Trung năm 2016. Ngày 10 tháng 7, mẹ và em trai Hoàng Nguyên thăm gặp ông, một người em khác của ông Bình là Hoàng Đức Hào, được người thân thuật lại vụ việc, nói với chúng tôi trong ngày hôm sau. Anh Bình cho biết là hiện tại bây giờ thì sức khỏe của anh Bình không được tốt, anh bị một số căn bệnh nặng và trong cái thời gian gần đây thì anh đi tiểu ra máu và đi lại không vững, chân rung và bị đau lưng nặng. Ông Bình đã nhiều lần xin phép trại giam để được đi khám sức khỏe và gia đình cũng sẵn sàng chi trả mọi chi phí khám chữa bệnh, nhưng phía trại giam không có bất cứ phản hồi gì. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Đắc Túy cho biết sức khỏe của ông Bình trở nên rất yếu sau 10 ngày bị biệt giam, vì khi đó ông Bình chỉ cầm cự bằng thức ăn do các bạn tù gửi như mì tôm, bánh ngọt và chuối. Ông Bình cũng bị thương ở cổ chân do bị cùm lâu ngày, và đến khi ông Túy rời khỏi trại giam An Điểm vào ngày 14 tháng 4 thì vết thương này vẫn chưa khỏi. Bà Đỗ Thị Thu, vợ của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương cũng xác nhận thông tin này. Bà cho hay trong cuộc thăm gặp với chồng vào ngày 5 tháng 7, ông Phương cho biết các tù nhân mang án an ninh quốc gia ở khu này bị nhốt trong buồng giam cả ngày, kéo dài hơn 3 tháng qua. Dù đã hết hạn kỷ luật, nhưng đến nay cán bộ trại giam tiếp tục không cho phép ông Bình gọi điện về nhà theo tiêu chuẩn hàng tháng, bởi vì ông thường xuyên phản đối và nêu ý kiến về cách đối xử của cán bộ với tù nhân. Trong 4 năm qua, ông Bình không nhận đồ ăn từ trại giam mà chỉ ăn thực phẩm do gia đình cung cấp qua bưu điện hoặc trong những buổi thăm gặp hay mua trực tiếp từ căng tin của trại giam. Dân biểu Michelle Steele gửi thư hối thúc đại sứ Mỹ ở Thái Lan vận động cho sự tự do của ông Y Quynh Muôn Đáp, người sáng lập tổ chức Người Thượng Vị Công Lý, đang đối diện với nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Trong thư gửi đại sứ Mỹ ở Bangkok, Surya Chinnawongsi, đề ngày 9 tháng 7, nữ dân biểu liên bang Steele, đại diện cho địa hạt 45 của tiểu bang California cho biết, ông Y Quynh bị cảnh sát hoàng gia bắt giữ và đang chờ phiên tòa vào ngày 15 tháng 7 theo yêu cầu dẫn độ của Hà Nội. Dân biểu Steele viết trong thông cáo báo chí đăng tải ngày 10 tháng 7. Hành động có thể của Thái Lan nhằm dẫn độ Y Quynh Muôn Đáp về Việt Nam sẽ vi phạm các cam kết nhân quyền mà Thái Lan đã đưa ra với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đồng ý với yêu cầu dẫn độ bất hợp pháp này không chỉ trừng phạt một nhà hoạt động dũng cảm mà còn tạo ra sự bất ổn cho hơn 2.000 người tị nạn Việt Nam hiện đang ở Thái Lan. Với tư cách là đồng minh lâu đời nhất của chúng ta ở châu Á, tôi yêu cầu chính phủ hoàng gia Thái Lan ngay lập tức thả Y Quynh Muôn Đáp và làm việc với các đồng minh toàn cầu để đảm bảo ông ta có thể tái định cư ở nước thứ ba. Trong cùng ngày,
Dân biểu Steele cũng gửi thư cho đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knepper với đề nghị ông vận động chính phủ Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thí Hạnh, người đang bị tạm giam để điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, trong khi phải điều trị hai bệnh nguy hiểm là ung thư cổ tử cung và trầm cảm. Vị dân biểu đại diện khu vực Lido Sài Gòn của quận Cam, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống, nói: Nguyễn Thúy Hạnh lẽ ra không nên bị bắt ngay từ đầu, nhưng giờ đây cô đang bị buộc phải trải qua nỗi kinh hoàng kép của việc bị giam giữ bất công và căn bệnh ung thư giai đoạn 2, bao gồm cả hồi phục sau các đợt hóa trị tại một cơ sở thiếu thức ăn và nước uống đầy đủ. Sự tàn bạo như vậy là một mức chưa từng thấy, ngay cả đối với Cộng sản Việt Nam, và tôi kêu gọi Đại sứ Knapper sử dụng khả năng ngoại giao của mình để thúc đẩy việc trả tự do cho Nguyễn Thúy Hạnh. Bà Michelle Steele bày tỏ lo ngại rằng việc Việt Nam tiếp tục giam giữ các tù nhân lương tâm đau yếu sẽ tạo ra một tiền lệ mới ở một đất nước có các quyền tự do ngày càng suy thoái. Cho rằng bà Hạnh cần được người thân yêu chăm sóc tại nhà do tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị gây tổn hại lớn cho cơ thể con người và điều kiện trại giam không đảm bảo. Cụ tù nhân lương tâm Đặng Thị Huệ, người từng phát động ký thỉnh nguyện thư đòi tự do cho bà Hạnh đầu năm nay, nói với Đài Á Châu Tự Do về lời kêu gọi của dân biểu Steele: Tôi rất mong muốn rằng là ngoài Michelle Steele ra còn có rất nhiều những người dân biểu khác sẽ tiếp tục lên tiếng, thậm chí là còn phải yêu cầu chính phủ Mỹ có những cái chế tài buộc nhà cầm quyền cộng sản phải tôn trọng nhân quyền và đảm bảo quyền cho người dân. Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên ở cương vị chủ tịch nước đã tặng Lào 20 chiếc xe điện VinFast với mong muốn góp phần hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong năm là chủ tịch ASEAN. Truyền thông nhà nước hôm 11 tháng 7 cho biết đây là món quà mà đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng đảng, nhà nước và nhân dân Lào. Các hình ảnh và video được truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy ông Tô Lâm đã lên xe điện VinFast với chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith và tự mình lái xe một đoạn. Xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là một hãng xe điện non trẻ của Việt Nam chỉ mới chuyển sang sản xuất xe điện từ năm 2022 và đang có tham vọng chinh phục thị trường toàn cầu. Hồi tháng 10 năm ngoái, VinFast đã chuyển 150 xe điện sang Lào, khởi động dịch vụ taxi xanh tại nước láng giềng. VinFast cũng có kế hoạch triển khai dịch vụ tương tự ở Campuchia nhưng chưa được Thủ tướng Campuchia chấp nhận. Đây là chuyến thăm Lào từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 của ông Tô Lâm. Trong chuyến thăm này, ông Tô Lâm đã có một cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và hội kiến các lãnh đạo cấp cao khác của nước này, truyền thông nhà nước loan tin. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonesay Sifadon vào sáng ngày 11 tháng 7, hai bên nhất trí thực hiện hiệu quả các nghị định thư, kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết, phối hợp tìm ra các biện pháp mang tính đột phá để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế giữa hai nước nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 10-15% trong năm 2024. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa báo cáo tổng khoản lỗ hơn 27.300 tỷ đồng, hơn 1 tỷ đô la trong năm 2023. Truyền thông nhà nước ngày 10 tháng 7 dẫn báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của EVN với khoản lỗ như vừa nêu. Theo báo cáo của EVN, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của tập đoàn này trong năm ngoái đạt 500.719 tỷ đồng, tăng chừng 8% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do giá vốn hàng chiếm 487.677 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 13.041 tỷ, tăng hơn 23% so với năm 2022. Cả năm 2023, doanh thu hoạt động tài chính của EVN được báo cáo giảm mạnh xuống chỉ hơn 4.065 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng lên gần 22.700 tỷ đồng, gồm chi phí lãi vay gần 19.000 tỷ đồng. EVN cho biết trung bình mỗi ngày phải trả hơn 50 tỷ đồng tiền lãi vay. Theo tính toán của EVN, sau khi trừ các chi phí khoản lỗ sau thuế lên đến hơn 26.772 tỷ đồng, tăng 29% so với số lỗ năm 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp EVN báo cáo lỗ. Cả hai năm 2022 và 2023, EVN báo cáo khoản lỗ tổng cộng lên đến hơn 47.500 tỷ đồng. Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Anh Tuấn, được truyền thông nhà nước dẫn lời rằng sau hai lần tăng giá điện bán lẻ trong năm 2023 thêm 7,5%, nhưng EVN vẫn không thể bù đắp chi phí sản xuất, dẫn đến thua lỗ tiếp sang năm thứ hai. Việt Nam nhận được khoản vay hợp vốn trị giá chừng 832 triệu đô từ Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JBIC, và các tổ chức cho vay tư nhân.
Mục đích vay được nói để ngành dầu khí Việt Nam phát triển dự án Lô B, Ô Môn, ngoài khơi bờ biển Tây Nam Việt Nam. Mạng báo Nikkei Asia loan tin dẫn thông báo của JPIC vào ngày 8 tháng 7. Cụ thể, trong tổng khoản cho vay, phần của JPIC khoảng 415 triệu đô, phần còn lại từ các tổ chức cho vay tư nhân. Tổng chi phí cho tất cả các dự án nối Lô B Ô Môn với các nhà máy trên bờ được ước tính là trên 10 tỷ đô. Dự án phát triển mỏ khí Lô B Ô Môn có sự tham gia của hãng Mitsui Oil Exploration với 23% cổ phần. Hãng này cũng nắm 15% cổ phần của dự án đường ống dẫn khí. Dự án phát triển mỏ khí Lô B còn có sự tham gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam và PTT Exploration and Production của Thái Lan. JPIC của Nhật tính đến cuối tháng 3 năm ngoái đã cho các dự án tại Việt Nam vay tổng cộng 525 tỷ yên, tương đương chừng 3,26 tỷ đô. Liên tục chương trình, chúng tôi tới quý vị một cái phần bản tin liên quan tới chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm sang thăm Lào và Campuchia. Một cái câu hỏi đặt ra trong chuyến thăm này, có những cái điều gì đáng chú ý? Nhiều quý vị đã biết, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm có một chuyến công du Lào và Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Đây là một chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng xuống Lào và Campuchia, cũng như có rất nhiều những vấn đề bất đồng giữa Việt Nam với Campuchia liên quan tới kênh đảo Phù Nam Tây Châu. Tháp tùng Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm lần này làm cái bầu đoàn thê tử rầm rộ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, vân vân và vân vân, cùng với rất nhiều các lãnh đạo các tỉnh địa phương. Theo giới quan sát, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào được xác định là cái mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa những người đồng chí anh em, theo một cái khẩu hiệu Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu như nước Hồng Hà Cửu Long. Kể từ sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước đã chọn Singapore và Malaysia cho các chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông ta vào năm 2011. Sau đó các đời Chủ tịch nước tiếp theo đó là Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng đều chọn Lào làm điểm đến đầu tiên. Và giờ đây ông Tô Lâm cũng không đi chạy ra khỏi một cái truyền thống như vừa kể. Điều đó khẳng định Hà Nội rất coi trọng đối với một cái đất nước ở phía Tây, đó là Việt Trăng. Mối quan hệ gần gũi giữa Lào và Việt Nam trước hết là với mối quan hệ chính trị xuất phát từ thời Pháp thuộc. Với cái việc các đảng theo đường lối cộng sản đều lên nắm quyền tại mỗi quốc gia và mối quan hệ ấy duy trì cho tới ngày hôm nay, nhằm thắt chặt quan hệ hai đảng hai nhà nước thường xuyên có những cái hoạt động giao lưu, đào tạo, trao đổi cán bộ, nghiên cứu về chính trị, công tác quản lý, vân vân. Về kinh tế, theo Bộ Công Thương Việt Nam cho hay, kim ngạch thương mại giữa Lào và Việt Nam năm 2023 đạt một quy mô ở mức 1,65 tỷ đô la Mỹ, con số này chỉ bằng 10%. Tổng kim ngạch ngoại thương của Lào bằng 0,2% tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam, mà hai bên đều đánh giá chưa tương xứng với cái tiềm năng cũng như quan hệ giữa Lào và Việt Nam. Và để so sánh kim ngạch thương mại hai chiều giữa Lào và Trung Quốc đạt tới mức 7,09 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, còn thương mại hai chiều giữa Thái Lan và Lào 6,31 tỷ đô la vào năm 2022. Về đầu tư, tại Hội nghị Hợp tác Đầu tư Việt Nam-Lào tháng 1 năm 2024, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam ông Nguyễn Chí Dũng đã cho biết các doanh nghiệp Việt Nam đến nay đã đầu tư vào Lào 245 dự án, có tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5 tỷ đô la, vốn thực hiện lũy kế tới nay đạt ước chừng 2,75 tỷ đô la Mỹ,
trong năm 2023 muốn đăng ký đầu tư sang Lào là 116,6 triệu đô la, tăng 65,3% so với năm 2022. Trong khi đó, theo thông tin của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào, Khammani Vongphorsi, công bố tháng 11 năm 2023 cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc đã tham gia hơn 900 dự án nước Lào với tổng số vốn hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt trong những năm gần đây, sau khi Trung Quốc triển khai mạnh mẽ một cái sáng kiến vành đai và con đường, thì Lào trở thành một trong những mắt xích quan trọng của Trung Quốc tại Đông Nam Á và một trong những cái công trình mang tính biểu tượng cho quan hệ Lào-Trung Quốc, đó là tuyến đường sắt tốc độ cao từ Bò Tẻn tới Viêng Chăn do Trung Quốc xây dựng từ biên giới Trung Quốc xuống thủ đô của nước Lào. Tuyến đường này kết nối Lào với hệ thống đường sắt của Trung Quốc, giúp cho tăng cường giao thương hai nước tăng lên đáng kể. Quan hệ kinh tế giữa Lào và Trung Quốc cũng được tăng lên kéo theo các quan hệ chính trị, kể cả an ninh lẫn quốc phòng. Trong thời điểm Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm sang thăm Lào, quân đội Trung Quốc và quân đội Lào đang tổ chức một cuộc tập trận chung gần thủ đô Viêng Chăn. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn rất nhiều những cái mâu thuẫn với Trung Quốc, đặc biệt các vấn đề ở Biển Đông, thì việc Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở Lào khiến cho Việt Nam sẽ không thoải mái. Dù Trung Quốc tăng cường các ảnh hưởng của họ xuống Lào, song mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào cơ bản được đánh giá là vẫn tốt đẹp, kể cả hình thức lẫn nội dung. Tuy nhiên vẫn có những cái xung đột ngầm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam dường như không có được một cái mối quan hệ êm đẹp như vậy đối với Campuchia. Bất chấp Việt Nam luôn luôn nhấn mạnh cái tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời luôn luôn nhắc lại cuộc chiến đánh đổ Khmer Đỏ, quan hệ Campuchia và Việt Nam có nhiều xung đột ngầm. Và trong mối xung đột ấy, vai trò của Trung Quốc đã hiện lên một cách rõ rệt. Ông Tô Lâm tới thăm Campuchia trong cái bối cảnh chỉ còn hơn 3 tuần nữa, Campuchia sẽ khởi công kênh đào Phù Nam - Tích Cô. Còn kênh đào chiến lược này do nhà thầu Trung Quốc xây dựng và sẽ được khởi công vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Trong thời gian qua, con kênh đào Phù Nam - Tích Cô làm cái chủ đề gây nhiều tranh cãi, thậm chí tới mức căng thẳng giữa Hà Nội và Phnom Penh. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã liên tục lên tiếng đề nghị Campuchia cần phải công khai đầy đủ các cái thông tin để có thể đánh giá các cái tác động môi trường trước khi khởi công. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và con trai của ông là Thủ tướng Hun Manet liên tục khẳng định đó là câu chuyện nội bộ của Campuchia, do đó nước này không có nghĩa vụ phải giải trình với bất kỳ một bên nào cả. Về mặt chính thức, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ bày tỏ các cái quan ngại về vấn đề môi trường, tuy nhiên đánh giá của giới phân tích, con kênh đào Phù Nam - Tích Cô này sẽ có những cái tác động làm giảm ảnh hưởng của Việt Nam đối với Campuchia, bởi lẽ khi con kênh này, Campuchia sẽ không còn phụ thuộc vào tuyến đường thủy xuôi theo dòng Mekong quá cảnh tại cảng Việt Nam trước khi đi tới các thị trường quốc tế. Một cái mối quan ngại khác cũng được các nhà nghiên cứu Việt Nam nêu ra, đó là kênh đào Phù Nam - Tích Cô có thể được sử dụng vào cái mục đích quân sự. Theo đó, tàu chiến Trung Quốc có thể đi ngược dòng sông Mekong lên gần biên giới với Lào. Bất chấp tất cả các quan ngại từ Việt Nam, Campuchia vẫn quyết tâm với một cái kế hoạch của họ. Và Campuchia tuyên bố họ chính thức động thổ kênh đào Phù Nam - Tích Cô vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Theo giới phân tích, một cái mối quan ngại khác về vai trò của Trung Quốc tại Campuchia đó là căn cứ quân sự tại Cát Rim, một cái địa điểm chỉ cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chừng 30 cây số, và vai trò của Trung Quốc tại căn cứ này như thế nào vốn không được công khai, nhưng các cái quan chức Hoa Kỳ và các nhà quan sát quốc tế bao gồm cả Việt Nam đánh giá cho rằng nếu Trung Quốc có quyền sử dụng quân cảng Rim thì rất bất lợi cho Việt Nam.
giáo sư Alex Sánh Vũ Vinh từ Hoa Kỳ đưa ra những ý kiến cho rằng Trung Quốc từ đó sẽ tạo nên những sức ép cho Việt Nam thêm hai mặt trận, đó là biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, đặc biệt với Campuchia không kể thêm Lào nữa. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Pauling từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS khi nói về căn cứ Hải quân Rim cũng cho rằng, tôi nghĩ cả Việt Nam và Thái Lan đều ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc tiến hành dò thám từ căn cứ quân sự vừa kể. Và điều này mang tính chất nghiêm trọng hơn đối với Việt Nam, vì Việt Nam phải đối mặt với các cái mối đe dọa của Trung Quốc từ hai mặt trận, đó là từ biên giới trên bộ và từ Biển Đông như quần đảo Hoàng Sa. Còn một cái mặt trận thứ ba bị Trung Quốc dò thám từ phía Nam làm cái vấn đề cho Việt Nam, khi lực lượng quân sự Việt Nam cảm thấy bị Trung Quốc bao vây. Và trong thời gian vừa qua, Việt Nam luôn luôn giữ một mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với Campuchia. Trong khi đó, cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen và con trai của ông là thủ tướng đương nhiệm Hun Manet vẫn luôn luôn gọi Việt Nam là một cái người bạn láng giềng tốt, và rõ ràng lợi ích của hai quốc gia Việt Nam và Campuchia là duy trì hòa bình, hợp tác để cùng phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam và Campuchia vẫn trầm tích nhiều mâu thuẫn ngầm. Đây là cái vấn đề từ lịch sử xa xưa để lại cho tới thời kỳ Việt Nam đưa quân sang xâm lược tại Campuchia trong cuộc chiến với Khmer Đỏ, và giờ đây các mâu thuẫn mới bắt đầu phát sinh. Theo giáo sư Alexander Buvin cũng nhắc tới một cái làn sóng dân tộc chủ nghĩa tại Việt Nam ở Campuchia hiện nay đã góp phần kéo quốc gia này ngày càng xa rời tầm ảnh hưởng của Việt Nam, và đã được giới chính trị gia Campuchia tận dụng để lôi kéo sự ủng hộ của người dân. Ngay cả Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen, thủ tướng Hun Manet vốn được coi là cái đảng thân với Việt Nam, vì những cái nguyên nhân lịch sử thì giờ đây trước áp lực dân tộc chủ nghĩa ở trong nước, ông Hun Sen và ông Hun Manet luôn luôn giữ những khoảng cách với Việt Nam. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo Campuchia chọn ngả về phía Trung Quốc nhiều hơn. Vì cái điều này cơ bản ít nhạy cảm hơn so với cái việc bị dán nhãn là thân Việt Nam. Theo giáo sư Alexander Buvin phân tích, những cái người có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, họ có một cái đối thủ, đó là Việt Nam và Thái Lan chiếm đất của họ, thường biến đất nước họ từ một cái đại đế quốc Khmer trước đây trở thành một cái quốc gia nhỏ bé như hiện nay. Với các nhà lãnh đạo Campuchia cưỡi lên được làn sóng của chủ nghĩa dân túy rồi chủ nghĩa dân tộc ở nước họ thì rất có lợi cho họ trong các vấn đề tranh cử. Đó là lý do họ thường xuyên đưa ra các vấn đề của người Việt Nam làm con dê tế thần. Và tất cả các cuộc bầu cử Campuchia, kể cả phe đối lập, phe cầm quyền của Hun Sen đều muốn chứng tỏ cho dân Campuchia thấy rằng họ là những người bảo vệ quyền lợi cho Campuchia trước sự chèn ép, bắt nạt và bành trướng của Việt Nam cũng như Thái Lan. Theo giáo sư Alexander Buvin, tôi sợ vì các cái phe đấu đá tranh giành trong các cuộc bầu cử như thế nào đó mà họ mang cho Việt Nam trở thành con dây tế thần và dẫn đến những cái vấn đề gây ra xung đột này kia với Việt Nam. Và việc chính quyền do Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen lãnh đạo giữ một cái khoảng cách với Việt Nam hiện nay như chúng ta đã thấy, trong khi họ nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, cũng đã khiến cho nhiều người Việt Nam nổi giận. Trên mạng xã hội, nhiều người đã viết bằng tiếng Việt tìm đến các cái kênh Facebook, TikTok của ông Hun Sen để chỉ trích, thậm chí là chỉ bới. Và điều này cũng có thêm lửa vào các cuộc tranh cãi. Mới đây, ông Hun Sen, chủ tịch Thượng viện Campuchia đã bày tỏ một sự phẫn nộ, yêu cầu mở các cuộc điều tra, và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng nói rằng họ không ủng hộ các phát ngôn chỉ trích Campuchia trên mạng và khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia là một cái mối ưu tiên của Hà Nội.
Rõ ràng các mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đã trở nên phức tạp hơn trong thời gian gần đây, và Việt Nam đang cố duy trì một cái mối quan hệ gần gũi cũng như ảnh hưởng với các quốc gia láng giềng. Và chuyến thăm của ông Tô Lâm diễn ra trong cái bối cảnh ấy là một trong những cái nỗ lực giúp cho Việt Nam níu giữ các cái ảnh hưởng vừa kể. Tuy nhiên, có thể thấy cái tầm ảnh hưởng của Việt Nam đang dần dần trở nên yếu đi trước sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Campuchia, và Việt Nam cũng mất ảnh hưởng ở Lào, cũng như Campuchia là những cái đồng minh chiến lược vốn có của quốc gia cộng sản này. Liên tục chương trình, chúng tôi tiếp tục với một cái chủ đề liên quan tới chính trị Việt Nam, đó là câu hỏi tại sao Bộ Công an cho bắt đại biểu Quốc hội ông Lê Thanh Vân vào cái thời điểm lúc này. Và như quý vị đã biết, cách đây gần một năm, tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, là một trong những cái tiếng nói phản biện của các cái đại biểu Quốc hội dám nói, dám mạnh mẽ công khai chỉ trích giữa nghị trường Quốc hội. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt khẩn cấp tại sân bay Nội Bài sau khi kết thúc một cái chuyến đi từ Sài Gòn ra Hà Nội. Và rõ ràng người ta cáo buộc ông Lưu Bình Nhưỡng đã có những cái hành vi trục lợi, tham gia với cái kẻ tiền nắm tiền sự có tên là Cường Quắt. Theo Bộ Công an cho biết, trong cái quá trình điều tra 6 tháng, gia đình ông Lưu Bình Nhưỡng đã nộp lại 300.000 đô la, được cho là số tiền mà ông Lưu Bình Nhưỡng nhận từ các cái doanh nghiệp. Thưa quý vị, trong một cái thể chế chính trị mà tất cả các cái quan chức đều tham nhũng, thì việc ông Lưu Bình Nhưỡng có nhận tiền, nó là một chuyện cũng khó có thể tránh khỏi. Nhưng rõ ràng, việc Bộ Công an xử lý đối với ông Lưu Bình Nhưỡng trước đây và ông Lê Thanh Vân mới đây hoàn toàn nằm trong cái ý đồ được cho là bịt miệng các cái đại biểu Quốc hội. Thậm chí họ còn ngầm đưa ra các cái thông điệp gửi tới công luận rằng đến các cái đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ, mà cần thiết Bộ Công an vẫn có thể bắt, cho nên những cái kẻ khác phải coi chừng. Song có một cái vấn đề quan trọng hơn mà theo chúng tôi nhìn cho nó thật sâu thật xa, đó là kể từ đây không còn bất kỳ một cái đại biểu Quốc hội nào dám nói trái ý với Chủ tịch nước Tô Lâm trong lúc ông Tô Lâm trong giai đoạn khoảng hơn một năm trở lại đây dần dần kiểm soát được Quốc hội, và từ đó Chủ tịch Tô Lâm sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ Quốc hội, một cái cơ quan lập pháp, để ông Tô Lâm và phe cánh có thể dự thảo các luật rồi đưa cho Quốc hội thông qua theo ý thích. Như quý vị đã biết mà, cho một người Việt Nam rúng động trước một cái thông tin đại biểu Quốc hội nổi tiếng với nhiều phát biểu gai góc trên nghị trường Quốc hội, đó là ông Lê Thanh Vân đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi làm việc trong ngày 10 tháng 7 năm 2024 với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 358 của Bộ Luật Hình Sự. Và được biết đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án của Công an tỉnh Thái Bình đối với cựu đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng, một cái người đã bị khởi tố bắt giam ngày 14 tháng 11 năm 2023. Với tội danh ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc đó là cưỡng đoạt tài sản, sau đó Công an Thái Bình điều tra bổ sung truy tố tiếp một cái tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Như vậy, kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cho tới nay, Quốc hội Việt Nam đã bãi nhiệm 3 đại biểu, cho thôi nhiệm vụ 10 đại biểu, khiến cho tổng số đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 hiện tại chỉ còn 486 người mà thôi. Trong khi đó, hai ông Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng vốn là hai trong số các cái đại biểu Quốc hội nổi tiếng trên nghị trường với những cái phát ngôn thẳng thắn, bộc trực, không kiêng nể.
đặc biệt khi phản biện về những vấn đề tiêu cực trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội trong nhiều năm qua. Do đó không thể tránh khỏi sự bực tức của các quan chức lãnh đạo cấp cao không hài lòng, đặc biệt các quan chức lãnh đạo khối tư pháp như Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hay Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu quý vị đã biết, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng từng làm nóng nghị trường với những cái phát ngôn chỉ trích thẳng vào Bộ Công an. Ví dụ khi nói về ngành công an, ông Lưu Bình Nhưỡng đã nói thẳng trong nghị trường trước mặt sự hiện diện của ông Tô Lâm khi cho rằng vi phạm của cơ quan điều tra ngành công an là rất khủng khiếp. Không chỉ như vậy, ông Lưu Bình Nhưỡng còn là cái nhân vật được cho là dám chọc vào cái tổ kính lửa, đó là các cái vụ án nhạy cảm mà Bộ Công an không muốn ai nhắc tới, như vụ án Hồ Duy Hải hay vụ án Bộ Công an tấn công làng Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kỳ. Khi đó, theo giới quan sát, việc Bộ Công an sẽ kiếm cớ để bắt ông Lưu Bình Nhưỡng làm cái điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là thời gian vào lúc nào mà thôi. Tương tự, tháng 11 năm 2023, tại nghị trường Quốc hội, ông Lê Thanh Vân được cho là từng có một cái màn đấu khẩu gay gắt với Tổng Thanh tra Chính phủ ông Đoàn Hồng Phong liên quan tới cái dự án khu đô thị sinh thái Sài Gòn Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Đây là cái dự án của bà chủ Trương Mỹ Lan và đại gia Nguyễn Cao Chí. Đây là cái siêu dự án khiến cho rất nhiều các lãnh đạo cấp cao rơi vào vòng lao lý, trong đó có ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh Lâm Đồng, vân vân. Và kể cả bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, cũng bị buộc phải thôi chức vì liên quan nhận hối lộ 2 triệu đô la Mỹ từ Trương Mỹ Lan. Một cái điều đáng chú ý, Nguyễn Cao Chí ở đây chính là chủ nhân của một cái bữa tiệc thịt bò rát vàng 850 bảng Anh trong một suất đầy tai tiếng của ông Tô Lâm tại thủ đô London vào tháng 11 năm 2021. Khi nói về cái sự bao che của các cơ quan chức năng, đặc biệt cơ quan công an và thanh tra chính phủ đối với dự án Sài Gòn Đại Ninh, ông Lê Thanh Vân cho biết tại sao cái dự án có rất nhiều sai phạm, bị đình chỉ dự án, sau đó lại ra quyết định cho phục hồi trở lại. Và theo Lê Thanh Vân cho rằng, việc thành lập các tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra, thử hỏi nó có đúng luật hay không, và với cái vai trò kép vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra, vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổng thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật, và việc bắt 2 đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng do những cái phát ngôn nhạy cảm cách nhau gần 1 năm, nhưng do cùng một cái đơn vị thực hiện, đó là công an tỉnh Thái Bình, và mục đích của nó có những cái điểm chung, song cũng có những cái điểm riêng. Điểm chung là ông Tô Lâm trước đây cho bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, hay mới đây Lương Tam Quang, tân bộ trưởng bộ công an, cho bắt ông Lê Thanh Vân, đều nhằm một cái mục đích chung là dằn mặt, răn đe các tiếng nói phản biện, kể cả các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã chuyển đi một cái thông điệp đến toàn dân, đó là đại biểu Quốc hội, người có quyền miễn trừ, nhưng nói trái ý thì cũng bị bắt. Và thời của Bộ trưởng Công an Tô Lâm hay thời của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cũng giống nhau mà thôi. Tuy nhiên, mới đây một cái sự khác biệt trong việc bắt ông Lê Thanh Vân được cho là cũng quyết định một cái đòn cuối cùng, vì kể từ đây sẽ không còn bất kể một cái đại biểu Quốc hội nào dám nói trái ý, đưa ra những ý kiến phản biện tích cực. Từ đó, Chủ tịch nước cùng ông Tô Lâm và phe cánh sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội, tức cơ quan lập pháp. Và để từ đó ông Tô Lâm với phe cánh có thể cho soạn và thông qua tất cả các dự luật do Bộ Công an soạn thảo và trình Quốc hội để thông qua. Tức là ông Tô Lâm làm luật bằng tay phải, Quốc hội là tay trái của ông Tô Lâm
và đưa ra các dự luật phục vụ cái ý đồ quản trị lâu dài, tương tự như dự luật an ninh cơ sở đã được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2023, bởi vì Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội hiện nay do Trung tướng Lê Tấn Tới, một cái đàn em thân cận của ông Tô Lâm, đã kiểm soát Quốc hội. Theo giới phân tích chính trị quốc tế đã đưa ra những ý kiến cho rằng Chủ tịch Tô Lâm đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng xây dựng một cái bộ luật theo ý của ta, để biến Việt Nam thành một cái nhà nước độc tài công an trị, và Tô Lâm sẽ trở thành một cái nhân vật độc tài sắc máu giống như Putin tại nước Nga, và khi đó mọi quyền lực tập trung trong tay của một cá nhân như ông Tô Lâm, chứ không phải là cái sự lãnh đạo tập thể như hiện nay. Đó là những cái lý do tại sao Tô Lâm cho bắt đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và trước đó là ông Lưu Bình Nhưỡng vẫn liên quan tới chính trường Việt Nam. Theo giới quan sát, ông Vương Đình Huệ, một cái nhân vật được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cơ cấu kế nhiệm trước ghế Tổng Bí thư, đã bị ông Tô Lâm đánh ngã. Cả Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm đều mất đi được những cái đối thủ lớn, những cái lợi thế tưởng chừng giúp cho Vương Đình Huệ về đích trước, hóa ra Huệ đã ngã ngựa sớm và tạo điều kiện cho cả hai tướng công an, đó là Phạm Chính và Tô Lâm. Theo đó, việc ông Vương Đình Huệ được dẫn dắt bởi một cái chủ quán lớn khiến cho hai đối thủ còn lại phải tính tới một cái chuyện liên minh, đó là liên minh giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính, bởi vì chống lại những thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng và phe cánh, nếu Tô Lâm Phạm Minh Chính không bắt tay nhau thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, bởi Vương Đình Huệ có một cái thế lực mạnh đỡ đầu tưởng là an toàn nhất mà cuối cùng vẫn gặp nguy. Chính trường Việt Nam là cái mớ hỗn độn, phe nào cũng muốn họ là kẻ chiến thắng để nắm quyền lực. Chính vì thế, một cái liên minh giữa ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính hiện nay là một cái điều rất cần thiết, tuy nhiên không phải liên minh mang tính chiến lược lâu dài, mà nó chỉ là cái sự bắt tay tạm thời, nhất thời. Bởi một khi xung đột lợi ích thì liên minh này lập tức sẽ rạn nứt, trước sau Tô Lâm và Phạm Minh Chính cũng trở mặt quyết chiến với nhau. Cuộc chiến tay ba nhưng chỉ có một đối thủ ngã ngựa thì ván cờ cũng chưa tàn, mà Phạm Minh Chính và Tô Lâm giờ đây mỗi người đã tự chuẩn bị những cái phương án khác nhau cho mình. Ông Phạm Minh Chính chẳng thể tin vào với sự trung thực của Tô Lâm. Ngược lại, ông Tô Lâm cũng nghĩ như vậy. Sau khi Vương Đình Huệ bị đánh gục, Tô Lâm đã nổi lên như một cái người dẫn đầu cuộc đua, và Minh Chính dường như bị khuất sau cái bóng lớn của ông Tô Lâm. Làm người về nhì, tất nhiên ông Phạm Minh Chính hiểu rằng vẫn không an toàn, bởi vì một cái nguy cơ ông Tô Lâm bất kỳ một lúc nào có thể trừng các cái tài liệu ra để loại bỏ Phạm Minh Chính làm câu chuyện rất dễ xảy ra. Câu chuyện người về nhì trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường làm cái bài học nhãn tiền, và nếu Phạm Minh Chính không chuẩn bị thế và lực riêng, thì tương lai của Thủ tướng sẽ trở thành con mồi cho Tô Lâm mà thôi. Trong khi đó, lực lượng về Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nói về lực lượng vũ trang đó là công an và quân đội. Trong khi đó, thanh bảo kiếm của Bộ Công an đang nằm trong tay ông Tô Lâm. Do đó, ông Phạm Chính bằng mọi cách bày danh được ảnh hưởng của quân đội. Và rõ ràng, những cái thông tin trong các bài nói chuyện trước chúng tôi đã thưa với quý vị, đó là có nhiều biểu hiện cho thấy tướng lĩnh quân đội ủng hộ ông Phạm Chính, chứ không ủng hộ ông Tô Lâm. Trong một cái hội nghị quân ủy trung ương mới đây, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã xác định 6 tháng cuối năm sẽ phối hợp rà soát, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về cán bộ, công tác cán bộ phù hợp với đặc thù của quân đội, thực hiện chặt chẽ quy hoạch lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031. Và tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 tổ chức ngày 10 tháng 7, được biết ông Phan Văn Giang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,
ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính là hai ủy viên thường vụ. Tuy nhiên hội nghị này người ta thấy chỉ có sự xuất hiện của ông Phạm Minh Chính, ông Tô Lâm không có mặt. Trong khi đó, giới phân tích thấy rằng Bộ Công an đò bắt giữ Nguyễn Văn Hiền, cựu phó ban nội chính trung ương, trong cái vụ án công ty cây xanh Công Minh. Tới đây, Bộ Công an đang thúc đẩy làm ráo riết để tìm đến các nhân vật lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính chuyên cương vị thủ tướng, đứng ngoài quan sát và chứng kiến. Đó là lý do người ta cho rằng ông Phan Đình Trạc, ông Trần Cẩm Tú khó có thể phản đòn, bởi tay không làm sao đánh lại với tiếng của Bộ Công an. Và thưa quý vị, có một cái điều ngạc nhiên, đó là mới đây ông Trần Cẩm Tú đưa ra những tuyên bố cho rằng, những cái tin đồn cho rằng mâu thuẫn nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đấu đá làm cái điều không có thật. Đó là những cái luận điệu của thế lực thù địch mà thôi. Và để chống đao kiếm thì chỉ có thể sử dụng đao kiếm. Do đó Phạm Minh Chính thắt chặt hơn quân đội, là những cái động thái cho thấy ông Phạm Minh Chính cũng chuẩn bị lực lượng vũ trang yểm trợ để phòng thân. Và đó là cách phòng thân tốt nhất trước một Tô Lâm được cho là quá hung hăng. Và bất chấp chính ông Nguyễn Phú Trọng phải sử dụng các thanh kiếm của quân đội để chấn giữ ban bí thư trong những ngày vừa qua, thông qua vai trò của các tướng quân đội như Đại tướng Lương Cường hay Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Trong khi đó, người ta không thể dùng công an để điều tra các vết trạm của ông Tô Lâm, mà chỉ có thể sử dụng quân đội. Đó là lý do ông Phạm Minh Chính trong thời gian gần đây liên tiếp tiếp cận với quân đội thông qua các cái hội nghị quan trọng như hội nghị quân chính toàn quân vừa qua hay hội nghị quân ủy trung ương trước đây. Tuy nhiên, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vẫn được nhìn nhận là chưa ra mặt chọn phe. Bộ Quốc phòng và Phan Văn Giang đang án binh bất động, không theo bên này để chống bên kia theo truyền thống của quân đội Việt Nam. Đó là lý do cuộc chiến giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính làm cái điều người ta xác định khó có thể tránh khỏi. Một khi giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính công khai kịch chiến, lúc đó Phan Văn Giang sẽ là nhân tố quyết định cán cân quyền lực sẽ nghiêng về bên nào. Và cuộc chiến giữa ông Chính và ông Tô Lâm đang ở trong giai đoạn chuẩn bị diễn biến tiếp theo, chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho chúng ta. Và chúng ta hãy chờ xem. Vẫn liên quan tới tình hình chính trị Việt Nam, chúng tôi tới với quý vị một cái câu chuyện khó có thể tưởng tượng. Đó là mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký một cái quyết định giao cho Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, một thành viên của chính phủ chủ trì làm việc với hai địa phương, đó là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, liên quan tới vấn đề kinh tế. Công luận đặt với câu hỏi tại sao Bộ trưởng Bộ Công an với một cái trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự an toàn xã hội mà tại sao lại để tân Bộ trưởng Bộ Công an ông Lương Tam Quang đi làm kinh tế cho quê hương Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng. Và thưa quý vị, qua tìm hiểu được biết trước đây dưới thời Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng vậy, kể từ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an có cái vai trò làm kinh tế cho hai tỉnh Hưng Yên và Đà Nẵng. Đây là những cái điều được cho là rất bất cập. Công luận thấy rằng hay là Phạm Minh Chính buộc phải lấy lòng ông Tô Lâm. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta đi vào một cái câu chuyện liên quan tới cựu trưởng ban kinh tế, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Trần Tuấn Anh. Theo giới quan sát, ông Trần Tuấn Anh chưa hạ cánh được an toàn. Theo đó, quyền lực của cha con ông Trần Đức Lương và Trần Tuấn Anh đã bao phủ và xuyên suốt từ đời cha tới đời con trong suốt gần 40 năm vừa qua. Tuy nhiên, mới đây, chiều ngày 6 tháng 7, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, vừa ra một thông báo mới về đại án xuyên Việt Oi, cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6. Theo đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc xuyên Việt Oi,
đã bị cáo buộc sử dụng trái phép tiền từ quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường để đưa hối lộ nhằm thiết lập những cái mối quan hệ làm ăn không trong sáng. Trong cái thông báo vừa kể được đưa ra ngay sau hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương ngày 4 tháng 7, được biết tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương có mặt đầy đủ các lãnh đạo chủ chốt của ngành công an, đó là Đại tướng Công an ông Tô Lâm, Trung tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Và trong hội nghị, các lãnh đạo ngành công an tuyên bố họ sẽ không dùng chiến dịch thanh trừng đối thủ mà sẽ làm quyết liệt hơn. Và Trần Tuấn Anh, cựu viên Bộ Chính trị, cựu trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, con trai của cựu Chủ tịch nước ông Trần Đức Lương, chắc chắn sẽ không được yên tâm hạ cánh an toàn sau khi đã từ chức. Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, trong 10 tháng, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã điều tra vụ án liên quan tới Xuyên Việt Oi. 34 bị can đã bị khởi tố với 5 tội danh: vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Trong đó có những cái tên thuộc cấp của Trần Tuấn Anh, đó là hai thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng. Theo giới quan sát, nếu các cái thứ trưởng vừa kể bị cáo buộc một cái tội danh nhận hối lộ, thì Bộ trưởng, tức ông Trần Tuấn Anh, chắc chắn phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Và với các cái động thái gần đây của Bộ Công an, thì rõ ràng việc ông Trần Tuấn Anh từ trước vẫn chưa phải là có vấn đề kết thúc. Trần Tuấn Anh là con trai của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, lâu nay vẫn được biết đến như một cái thái tử đảng với cuộc sống xa hoa trụy lạc, từ thời còn là du học sinh tại châu Âu, kể cả cho tới khi đi Hoa Kỳ làm Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Trần Tuấn Anh làm cái kẻ lạm quyền hách dịch tới mức năm 2019, ai ai cũng biết Trần Tuấn Anh đã cho xe công của Bộ Công Thương chạy thẳng vào khu đậu máy bay, đỗ tại chân cầu thang máy bay để rước vợ, và cái cách hành xử của Trần Tuấn Anh trở thành cái gai trong mắt các quan chức công an bấy lâu nay. Đó là lý do người ta thấy rằng Trần Tuấn Anh khó lòng có thể thoát được. Dĩ nhiên có thể có những cái cuộc gặp, những cái phi vụ dàn xếp giữa các bên với hàng tấn tiền sẽ được trùng trì. Nhưng nếu chỉ là tiền thì có lẽ không đủ tham vọng của Tô Lâm. Mà kèm theo đó, đó là việc phải bàn giao lại các cái vị trí còn lại trong bộ máy cầm quyền của gia tộc Trần Đức Lương. Từ trước tới nay, từ Bắc vào Nam và cả trong mối quan hệ quốc tế. Theo đó, với hơn 10 năm làm Phó Thủ tướng trong giai đoạn đổi mới và hơn 8 năm làm Chủ tịch nước Việt Nam, trong cái giai đoạn được cho là Việt Nam có những sự chuyển mình mạnh mẽ nhất, cho nên có thể nói thế lực của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương không thua những cái lãnh đạo hàng đầu trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Trần Đức Lương có những cái hệ thống quyền lực không kém Nguyễn Phú Trọng hay tên ông Tô Lâm. Ngoài ra, gia đình Trần Đức Lương còn có cái hệ thống chân rết trong hệ thống kinh tế, các cái mối quan hệ quốc tế và ngoại giao. Đặc biệt sau khi Trần Đức Lương nghỉ hưu thì Trần Tuấn Anh nhanh chóng được cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Cần Thơ, để rồi sau đó từng bước trở lại Bộ Công Thương và vào Bộ Chính trị trong thời gian rất ngắn. Những điều vừa kể để cho thấy quyền lực của họ Trần Đức Lương không chỉ dùng một cái từ bao phủ, mà có thể coi nó là sự xuyên suốt từ đời cha tới đời con. Trong cái thời gian khoảng 40 năm gần đây, trong khi Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng hay bất kỳ một cái lãnh đạo Đảng Cộng sản nào trong Bộ Chính trị hiện nay không thể so sánh với quyền lực, tiền bạc, với gia tộc của họ Trần Đức Lương.
mà nếu họ Trần Đức Lương không chuyển giao toàn bộ quyền lực và các hệ thống trên rết kiếm tiền, thì chắc chắn Tô Lâm sẽ không để yên. Và nhắc lại cái vụ sự việc đòi chỉ là cái lời nhắn của họ Tô Lâm dành cho họ Trần. Mọi việc chưa xong đầy liệu hồn. Và thưa quý vị, liên quan tới việc ông Phạm Minh Chính gần đây có rất nhiều những cái biểu hiện được cho là ra mặt chịu lép vế với Chủ tịch nước Tô Lâm đến mức khó hiểu. Tất nhiên ai cũng biết rằng cái câu chuyện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một cái người phụ nữ được cho là có cái mối quan hệ rất tốt đối với các cái lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam, và ông Phạm Minh Chính cũng là một trong các nhân vật trong đó. Tuy nhiên ông Phạm Minh Chính có những cái mối quan hệ được cho là hơn cả trên mức tình cảm. Và như quý vị đã biết, trong thời gian dài, ông Phạm Minh Chính cũng khổ sở gặp rất nhiều những cái điều phiền toái liên quan tới nữ quái có tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong cái thời gian trước Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2013, hẳn chúng ta còn nhớ ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó đã thường xuyên rêu rao cho rằng có những người cố ý bỏ trốn nhưng không bỏ trốn được đâu, chúng tôi sẽ đưa về để xử lý. Những cái điều vừa kể thì quý vị thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang tìm mọi cách thông qua cái con bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn với mưu đồ hất ông Chính ra khỏi chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ để bố trí cho các nhân sự là đàn em của ông Trọng. Trong cái cuộc họp tiếp xúc với cử tri ba quận, đó là quận Ba Đình, Cầu Giấy và Tây Hồ, ông Nguyễn Phú Trọng ngày 13 tháng 5 năm 2023 đã tuyên bố bóng gió rằng để bà con xem, có trốn cũng không trốn mãi được, trước sau chúng tôi cũng xử lý. Khi đó Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là vẫn còn là người tâm phúc của ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ cười trừ. Bởi vì Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ai cũng biết làm cái nhân vật VIP, có một mối quan hệ với các quan chức cấp cao. Người ta không thể để Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt đưa về Việt Nam bởi vì nó sẽ liên quan tới rất nhiều các quan chức cấp cao. Và thưa quý vị, ngày 10 tháng 7 năm 2024 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong cái vụ án xử vắng mặt lần thứ ba. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng bọn đã bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước tới 94,6 tỷ trong vụ thông đồng tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm sau, ngày 11 tháng 7 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị một cái mức án hình phạt đối với 14 bị cáo trong vụ án vừa kể. Trong đó, ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc trung tâm, đã thoát án tử hình theo khung hình phạt cao nhất mà ông này bị truy tố, nhưng do nộp lại một khoản tiền hưởng lợi bất chính lên tới 11 tỷ 350 triệu đồng trong tổng số 14 tỷ 400 triệu đồng nhận hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Tô Lâm Sô thoát án tử và bị đề nghị một cái mức án tù từ 15 tới 16 năm, trong khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã lại bị xét xử vắng mặt, tiếp tục bị đề nghị một cái bản án lên tới 24 năm tù. Theo giới quan sát vụ án công ty IC, đặc biệt cá nhân mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được công luận đặc biệt quan tâm, đây là cái vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu phải xử lý nghiêm, do đó là một cái bản án vô hình treo lơ lửng trên đầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ cho hay ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là những đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm đang là hai ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14 tới đây. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính
không thật thà, sòng phẳng với nhau mà có nhiều điều thầm kín được che đậy. Đó là lý do người ta nhận xét ông Phạm Minh Chính làm con người có nhiều mưu mà trước quỷ. Đó là lý do tại sao người ta gọi ông Chính làm cái con tắc kè hoa luôn luôn đổi màu. Thì ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước ngày 25 tháng 5 vừa qua, thì ngay lập tức chiều cùng ngày, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định chỉ định Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, tam quyền lãnh đạo của Công an, và quyết định vừa để được cho là làm tiêu tan ý đồ của Chủ tịch nước Tô Lâm muốn kiêm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Và cú chọc hậu của Phạm Minh Chính đã khiến cho Tô Lâm chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Và thưa quý vị, phải chăng đó là lý do tại sao vào cái thời điểm căng thẳng như hiện nay, theo cổng thông tin chính phủ đưa ra cái thông tin đó là Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lương Tam Quang. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký một quyết định số 613 quyết định Thủ tướng về phân công cho đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, là thành viên của chính phủ, sẽ là người chủ trì làm việc với các địa phương là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên liên quan tới vấn đề làm công tác y tế. Quyết định 613 vừa kể đã gây ra những cái điều tranh cãi, thì có những ý kiến cho rằng trách nhiệm của Bộ Công an là thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Tại sao Bộ trưởng Bộ Công an ông Lương Tam Quang không thi hành cái chức năng chính của Bộ trưởng như vừa kể mà lại đi làm kinh tế cho quê hương Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng? Và thưa quý vị, đó là lý do công luận đặt một cái câu hỏi chỉ đạo kể trên của Thủ tướng Phạm Minh Chính xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ gợi ý của Chủ tịch Tô Lâm hay tự Thủ tướng nghĩ ra chuyện ông Tô Lâm có thể sử dụng cái con bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC để mặc cả với Thủ tướng, cho nên Thủ tướng đã làm như vậy để lấy lòng Chủ tịch nước, hiểu có đi có lại với toại lòng nhau. Công luận nghi ngờ hay Thủ tướng Chính có tật giật mình khi có những cái sai phạm lớn mà Bộ Công an hiện nay đã có đầy đủ tài liệu và họ có thể gọi tên Thủ tướng bất kỳ lúc nào, như các cái trường hợp trước đây đối với Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai. Liên tục chương trình, chúng tôi tới quý vị một cái mối quan hệ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã đề cập tới vấn đề Trung Quốc và Lào tổ chức tập trận quân sự. Và vào tháng 5, Campuchia và Trung Quốc cũng tiến hành một cái cuộc tập trận quân sự lớn. Đó là lý do tại sao có những tin tức cho rằng Chủ tịch Việt Nam ông Tô Lâm sẽ tới thăm Campuchia chứ không phải Trung Quốc hay Hoa Kỳ, vốn là những thông lệ từ trước cho tới nay. Và thưa quý vị, liên quan tới mối quan hệ Việt Nam Campuchia, Campuchia được đánh giá làm cái kẻ luôn luôn tìm cách đâm vào lưng Việt Nam, và Trung Quốc đã sử dụng Campuchia để có thể gây hấn bất kỳ lúc nào nếu như Bắc Kinh không hài lòng với Hà Nội. Trong một cái bài phân tích về vấn đề quân sự của Campuchia, đặc biệt căn cứ hải quân RIM của Campuchia quan trọng thế nào nếu như Việt Nam rơi vào xung đột quân sự với Trung Quốc. Đây là một cái bài phân tích của tác giả Huyền Trân. Trong đó, bài viết đang đánh giá cái vai trò của căn cứ hải quân RIM sẽ quan trọng ra sao trong trường hợp Việt Nam rơi vào một cuộc xung đột quân sự trên Biển Đông, kể cả giao tranh trên đất liền ở khu vực biên giới Tây Nam. Theo tác giả, vùng biển Tây Nam của Việt Nam có hơn 150 đảo nằm trong vịnh Thái Lan, trong đó 150 đảo có các cái quần đảo lớn có cư dân cư trú như Phú Quốc, Bà Rịa, Nam Du, Thổ Châu, vân vân và vân vân. Theo giới quan sát, vùng biển này có một cái vị trí quan trọng trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam, bao gồm một cái bờ biển dài 450 km
diện tích ước chừng 150.000 cây số vuông, giáp ranh với vùng biển của các quốc gia như Campuchia và Thái Lan, kể cả Malaysia. Và thưa quý vị, một cái bản tin liên quan tới chủ quyền Biển Đông, đó là 3 quân nhân Việt Nam thiệt mạng không rõ nguyên nhân ở quần đảo Trường Sa. Theo đó, một cái bản tin trên truyền thông nhà nước đưa ra ngày 5 tháng 7 cho hay có 3 quân nhân Việt Nam đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trên các cái đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng không nói rõ nguyên nhân và thời điểm 3 người thiệt mạng với lý do gì. Được biết danh tính của 3 người được công bố đó là các ông Trần Bá Diệu quê Hà Tĩnh, ông Lê Văn Tính quê Quảng Ngãi và ông Đoàn Đình Tuấn quê Nghệ An. Tất cả 3 người này đều là cán bộ chiến sĩ thuộc vùng 4 Hải quân. Theo đó không rõ tuổi tác của 3 quân nhân cũng như tên các cái hòn đảo hay bãi đá mà họ đóng quân trước khi tử vong. Trong khi các cái báo khác Việt Nam cũng đăng cái bản tin sơ sài tương tự, được hiểu là dẫn theo các cái thông báo do Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra. Theo thông lệ, sau khi xảy ra những cái chết của quân nhân nếu không do tự sát hay nạn nhân của những cái tình trạng bạo hành trong quân đội, thì các cái chiến sĩ tử vong thường được trao bằng tổ quốc ghi công và giấy chứng nhận liệt sĩ cho thân nhân của các cái quân nhân xấu số này. Đặc biệt trên diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân ngày 5 tháng 7, đã có nhiều ý kiến bàn tán sôi nổi xung quanh thông tin vừa kể và đặt cái câu hỏi tại sao lại giấu chi tiết lý do tại sao 3 quân nhân đều trên thiệt mạng. Trong khi đó, một số suy đoán đó là khả năng 3 quân nhân vừa kể có thể đụng độ với binh sĩ Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Đây là một cái tình tiết mà nhà nước coi là nhạy cảm nên không đưa tin. Trên diễn đàn vừa kể, Facebooker Hoàng Phi Long đã đưa ra một cái bình luận: không có bất kỳ một cái bài báo nào dám nói, và nếu nói nhân dân sẽ biểu tình ngay, trong nước sẽ có biến động. Theo Facebooker Hoàng Phi Long, tôi từng ở Bình Dương năm 2014, khi đó Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào Hải phận Việt Nam, vậy mà tất cả các cái nhà máy của Trung Quốc ở Bình Dương đã bị đập phá tan tành. Theo Facebooker này cho biết, lọc dân bức xúc vì Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nên đã dẫn đến việc đốt phá tài sản của người Trung Quốc, cho nên những cái thông tin nhạy cảm ngoài biên giới hiện nay nhà nước không thể công khai. Trong khi đó có những ý kiến khác cho rằng quân nhân ra đảo, đặc biệt ở quần đảo Trường Sa, chỉ cần bất ngã cũng có thể được tuyên dương liệt sĩ, cho nên trong trường hợp này nếu không nói rõ nguyên nhân thì cũng tạm hiểu như vậy. Trở lại vấn đề liên quan tới căn cứ hải quân riêng của Campuchia, nằm ở các vị trí chiến lược quan trọng ảnh hưởng tới chủ quyền của Việt Nam ở khu vực Tây Nam. Theo đó, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân Việt Nam đang quản lý vùng biển này. Đặc biệt, vùng biển này có một ý nghĩa rất quan trọng về chiến lược an ninh quốc phòng. Bình luận về các cái kịch bản xung đột có khả năng xảy ra, ở vị trí vừa kể, 3 chuyên gia về an ninh quốc phòng đã nói với BBC về vấn đề xung đột trên Biển Đông và xung đột Việt Nam-Campuchia sẽ diễn ra vào lúc nào và sẽ diễn ra sao. Một cái câu hỏi đặt ra khi xảy ra các tình huống xung đột Việt Nam-Campuchia thì căn cứ hải quân RIM có đóng vai trò như thế nào nếu căn cứ đó thuộc quyền kiểm soát của Bắc Kinh? Vấn đề đầu tiên các nhà nghiên cứu đặt vấn đề đó là vấn đề xung đột trên Biển Đông. Theo giám đốc chương trình Đông Nam Á của tổ chức nghiên cứu Biển Đông đã đưa ra những cái nhận định cho rằng căn cứ hải quân RIM đã giúp Trung Quốc trong việc liên lạc vệ tinh, vì Trung Quốc không có gì nằm gần đường xích đạo để họ có thể liên lạc và theo dõi các cái vệ tinh. Cụ thể, hệ thống theo dõi radar của Trung Quốc tại căn cứ hải quân RIM có thể giúp cho quân đội Trung Quốc trong các cái hoạt động xung quanh eo biển Malacca, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo giáo sư Alexander Buvin, một người Mỹ gốc Việt từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra các đánh giá cho rằng xung đột Biển Đông không nằm trong lợi ích của Trung Quốc, do đó Bắc Kinh tiếp tục duy trì một cái chiến thuật bùng sám thông qua việc lấn chiếm. Theo giáo sư Vũ Vinh, tôi nghĩ rằng có rất nhiều khả năng không chỉ đơn thuần đó là việc xung đột trên Biển Đông, cả cái khả năng xung đột trên Biển Đông thật ra là nhỏ. Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng cái chiến thuật vùng sám để lấn lướt chủ quyền ở Biển Đông, nhưng không để dẫn tới xung đột. Chiến thuật vùng sám nghĩa là các hoạt động trong khoảng tối giữa hòa bình và chiến tranh. Những cái hành động như vậy có nguy cơ làm xói mòn quyền tự do hàng hải, một cái khái niệm của phương Tây đưa ra nhằm giữ vai trò trung tâm trong cái việc củng cố sự ổn định của toàn cầu. Theo đó, trong cái thời kỳ chứng kiến một số biến động trên biển, các cái chiến thuật vùng sám đã trở thành cái công cụ hữu hiệu của Bắc Kinh, ưu tiên cho các bên nhằm thúc đẩy các cái lợi ích của họ mà không phải tìm tới vấn đề xung đột quân sự. Theo giáo sư Vũ Vinh cho rằng xung đột Biển Đông nếu xảy ra thì rủi ro với Trung Quốc ở chỗ Hoa Kỳ có thể tham gia với một tư cách đồng minh của Philippines, và khi Hoa Kỳ tham gia rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên hết sức khó khăn với Trung Quốc. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao trong những ngày vừa qua xung đột Philippines-Trung Quốc đã giảm thiểu và hai bên cam kết sẽ đàm phán. Trong khi tư lệnh quân đội Philippines đưa ra một tuyên bố họ không nhờ cậy Hoa Kỳ can thiệp. Theo giáo sư Vũ Vinh đánh giá, trong cái trường hợp xảy ra xung đột Biển Đông thì các cái hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ bị Hoa Kỳ vô hiệu hóa rất đơn giản. Theo đó, mấy trăm tên lửa rồi máy bay không người lái đem chất nổ đến, thế là tiêu diệt. Bởi những cái đảo nổi được cho là các căn cứ quân sự không có gì che chở, nó hoàn toàn trơ vơ ở giữa đại dương. Và đồng quan điểm với giáo sư Vũ Vinh, ông Geoffrey Pauling đã đưa ra các nhận xét cho rằng nếu Trung Quốc nắm quyền kiểm soát một cái căn cứ quân sự, hải quân riêng của Campuchia với hệ thống radar, có những cái đảo nhân tạo, mà ở quần đảo Trường Sa thì Trung Quốc hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát bao phủ một cái vùng rộng lớn, và đặc biệt đối với Việt Nam, cụ thể là toàn bộ vùng biển phía nam của Việt Nam, rộng hơn toàn bộ khu vực trung tâm của Đông Nam Á. Theo giáo sư Pauling, đây mới là cái vấn đề để radar dễ nghe. Nhìn tất cả những gì diễn ra, chưa nói tới cái chuyện căn cứ mà từ đó Trung Quốc có thể xuất phát các cái tàu, các cái phương tiện để làm chủ vùng trời, vùng biển hoặc những cái khu vực gần đó. Đây là một cái phương án rất dễ xảy ra. Trong khi đó, cựu sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ, ông Thomas Sugat, một cái nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm An ninh của Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc cũng đã có những sự chuẩn bị trong trường hợp rơi vào cái thế kẹt bị phong tỏa eo biển Malacca và có hướng dẫn phòng vệ trong các trường hợp vừa kể. Theo cựu sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ cho biết, cũng giống như căn cứ quân sự Djibouti, nếu tôi là Trung Quốc thì tôi sẽ xây dựng một cái hệ thống để có thể đảm bảo liên lạc thông suốt trên biển trong cái trường hợp xảy ra xung đột, không chỉ là trên Biển Đông mà còn trong cuộc chiến tranh Đài Loan nếu nổ ra. Ông nói tiếp, chắc chắn Trung Quốc cũng lo ngại những cái tình huống đó, Mỹ sẽ đánh chặn bằng cách cắt tất cả các cái đường tiếp cận năng lượng và cơ sở hạ tầng của quân đội cũng như kinh tế của Trung Quốc. Theo đó, trong tình huống xung đột trên Biển Đông, sẽ có những sự bổ trợ cho những cái căn cứ trên đảo nhân tạo của Trung Quốc giữa Biển Đông. Ngoài ra, còn có những cái lực lượng hỗ trợ từ miền Nam Trung Quốc và căn cứ quân sự Trung Quốc tại đảo Hải Nam. Căn cứ này có thể là cái nơi tiếp cận để Trung Quốc có thể cử một cái lực lượng xuống phía Tây, xuống Biển Đông trong cái tình huống nổ ra xung đột. Trong khi đó, các chuyên gia đánh giá về một cái gọi là thế gạo kìm. Theo đó, Việt Nam sẽ bị vây thế ba gạo kìm từ ba hướng trong trường hợp xảy ra đối với Trung Quốc. Có vấn đề xung đột, đặc biệt vấn đề căn cứ quân sự, hải quân riêng,
Theo giáo sư Vũ Vinh nhận định trong cái kịch bản này, căn cứ Hải quân Rin hoàn toàn có thể trở thành cái hậu phương bị biến thành cái góc tìm thứ hai đối với Việt Nam. Từ đó Trung Quốc sẽ tạo ra cái sức ép cho Việt Nam thêm hai mặt trận nữa, đó là biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây, đặc biệt Campuchia. Không kể thêm Lào, Trung Quốc đã có những cái hành động xúc tiến quân sự ở Lào, lúc đó toàn bộ Việt Nam sẽ bị bao vây tứ phía. Trong khi đó, giáo sư Georgi Bolin nhắc đến cái cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, mà ông cho rằng đó là một cuộc xung đột đẫm máu nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thế kỷ 20. Đồng thời, giáo sư Bolin cũng cho biết trong kịch bản xung đột Việt-Trung thì Việt Nam sẽ bị góc tìm bao vây từ ba hướng. Theo Bolin, tôi nghĩ rằng cả Việt Nam, Thái Lan đều ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc tiến hành dò thám từ căn cứ này. Điều này mang tính chất nghiêm trọng hơn đối với Việt Nam, vì Việt Nam đã phải đối mặt với các mối đe dọa của Trung Quốc từ hai mặt trận, đó là vấn đề biên giới và trên Biển Đông, chẳng hạn tại quần đảo Hoàng Sa. Ông này cho biết thêm có một cái mặt trận thứ ba bị Trung Quốc dò thám từ phía Nam. Đây là một cái vấn đề cho Việt Nam vì lực lượng quân sự Việt Nam cảm thấy bị Trung Quốc và Campuchia bảo vệ. Đề cập tới vấn đề liên quan tới xung đột Việt Nam-Campuchia, theo giới phân tích, trong thời gian vừa qua, Việt Nam ra sức giữ gìn một cái mối quan hệ được coi là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Trong khi đó, cựu thủ tướng Hun Sen và con trai của ông ta là thủ tướng đương nhiệm Hun Manet luôn luôn ca ngợi Việt Nam là nước láng giềng tốt. Và đó là lợi ích của cả hai quốc gia, đó là Việt Nam và Campuchia duy trì hòa bình, cùng hợp tác để cùng phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam, Campuchia vẫn trầm tích những cái mâu thuẫn ngầm lịch sử xa xưa để lại, cho tới thời kỳ Việt Nam đóng quân tại Campuchia trong khoảng thời gian gần 10 năm, trong một cái cuộc chiến với Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn, và gần đây căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia lại tăng lên, liên quan tới một cái siêu dự án, đó là kênh đào Phù Nam Tích Cô, mà Campuchia tuyên bố họ sẽ khởi công vào ngày 5 tháng 8, tới đây là ngày sinh nhật của Hun Sen. Trong khi đó, Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam và Campuchia có một cái đường biên giới chung trên đất liền khoảng 1.255 cây số, kéo dài từ cặp tỉnh Kon Tum, Ratanakiri đến cặp tỉnh Kiên Giang, Campuchia. Đường biên giới vừa kể đi qua 10 tỉnh của Việt Nam, đó là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và 9 tỉnh của Campuchia. Tại tuyến biên giới này 1.045 cây số đã được hai nước thống nhất cắm mốc theo những số liệu từ Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2023. Theo đó, cho tới nay, cái phân định ranh giới cho vùng biển trồng lấn giữa Việt Nam và Campuchia vẫn còn là một cái vấn đề chưa được giải quyết và trở thành một cái vấn đề nhạy cảm giữa hai nước. Xung đột Việt Nam và Campuchia là một cái khả năng cao. Theo giáo sư Alexander Vuving nhắc đến, ông nhấn mạnh rằng khả năng này còn cao hơn cuộc xung đột trên Biển Đông. Vẫn theo giáo sư Vuving đánh giá, một cái cuộc xung đột quân sự giữa Campuchia và Việt Nam nằm trong khuôn khổ lợi của Bắc Kinh với hai lý do. Thứ nhất, Campuchia sẽ ngả hoàn toàn vào Trung Quốc, phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ cung cấp tất cả quân sự, vũ khí, lương thực phục vụ cho chiến tranh. Đây không phải là gánh nặng quá lớn, vì Campuchia chỉ là một cái quốc gia chỉ bằng một tỉnh của Trung Quốc mà thôi. Vấn đề thứ hai, đó là Trung Quốc không bị cấm vận, bởi vì Trung Quốc không phải là quốc gia tham gia. Trung Quốc sẽ nói rằng chúng tôi không tham gia, chúng tôi chỉ trợ giúp cho Campuchia cũng như phương Tây giúp đỡ cho Ukraine hiện nay. Thì lúc đó Việt Nam và Campuchia sẽ đánh nhau sức đầu mẻ chán.
Anh Việt Nam và anh Campuchia và cuối cùng Trung Quốc tọa sườn quan hiệu đấu và họ sẽ rất vui khi Việt Nam xuất đồng mẻ chán, thậm chí chảy máu. Đó là lý do giới phân tích cho rằng hiện nay một cái chủ nghĩa dân tộc vẫn đang âm ỉ tại Campuchia, trong đó cái lập luận nổi bật đó là khái niệm Campuchia Krom, Campuchia Hạ, từng thuộc vương quốc Campuchia và đã bị người Pháp cắt khỏi quốc gia Campuchia cho sáp nhập vào các tỉnh miền Tây của Việt Nam. Mà lập luận này dẫn tới cái việc Campuchia đang ra sức chứng minh chủ quyền của người Khmer trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam hiện nay. Trong chính trị, những cái tuyên bố cho rằng Phú Quốc mà Khmer gọi là cọ trò thuộc Campuchia luôn luôn tạo ra cái sức hấp dẫn đối với lòng tự hào dân tộc của xứ sở chùa tháp. Đây là cái mối thù truyền kéo giữa Việt Nam và Campuchia không thể giải quyết một cách chóng vánh, nhất là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không bình thường. Vì điều đó có liên quan gì tới những thông tin mới nhất cho hay? Ngày 5 tháng 7, ông Tô Lâm về thăm quân khu 9. Đây làm cái địa bàn của ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn đương quyền, kể cả sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng về quê làm người tử tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và chuyển các cái thông tin mới nhất tới quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của Can TV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của KTV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành KTV3 và KTV5 sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.